Gần tới ngày thi rồi, nhưng các bạn đã hiểu hết về quy định thi PT chưa? Test thử xem đã sẵn sàng chưa nhé. Thí sinh cần đăng ký thi PTE trước bao lâu? Đáp án A: 1 tới 2 ngày, B: 2 tới 5 ngày làm việc, C: 5 tới 7 ngày làm việc và D: 7 tới 14 ngày. Đáp án chính xác là A nhé. Các bạn chỉ cần đăng ký thi trước 24 tới 48 giờ thôi, còn con số 2 tới 5 ngày làm việc sẽ là của một cái khác. Next question. Nên mang gì khi đến thi PTE Academic? Đáp án A: giấy khai sinh, B: hộ chiếu hoặc căn cước công dân, C: thẻ ngân hàng và D: bằng lái xe. Đáp án chính xác là B: hộ chiếu hoặc là căn cước công dân nhé. Khi đi thi thì thí sinh cần đang mang đảm bảo giấy tờ tùy thân còn hiệu lực. Ví dụ như là hộ chiếu chẳng hạn. Nếu mà các bạn thi ở trong nước á, ở đất nước Việt Nam á, thì vẫn có thể mang được căn cước công dân nếu như các bạn chưa có hộ chiếu. Nhưng mà nhớ là khi mang căn cước công dân thì phải kèm theo cả thẻ ngân hàng nữa nhé. Còn khi các bạn đi thi ở nước ngoài thì chắc chắn chỉ có một option duy nhất, đó là hộ chiếu mà thôi. Còn tất cả các vật dụng khác, ví dụ như là bút này, giấy nhác, các thứ này, thì phòng test sẽ cung cấp cho các bạn. Cho nên các bạn không cần phải mang gì đi đâu nhé. Điều gì sẽ xảy ra khi thí sinh đến muộn? A: phải chờ đến giờ thi xong mới được thi, B: bị hủy tư cách thi, C: bị trừ 50% số điểm và D: không bị gì. Đáp án chính xác là B: bị hủy tư cách thi. Nếu như mà bạn cảm thấy mình có thể tới muộn thì ngay lập tức các bạn phải liên hệ ngay với phòng thi để báo cho phòng thi biết rằng các bạn đang bị tình huống gì, và phòng thi sẽ xem xét xem tình huống đấy có phải là emergency không và sẽ hỗ trợ cho các bạn. Còn nếu như không có vì lý do gì emergency mà các bạn tới trễ 15 phút thì các bạn sẽ bị tước quyền thi, không được thi nữa, nhưng phí đăng ký thi thì vẫn sẽ bị mất nhé. Nên mọi người nhớ chuẩn bị thật kỹ tất cả mọi thứ trước khi thi và cố gắng đến sớm trước 30 phút nhé. Thí sinh có thể chọn máy thi không? Đáp án A: có, đáp án B: không. Đáp án chính xác là B nhé. Các bạn sẽ không được chọn vị trí ngồi mà sẽ được cán bộ trung thi là giám thị chỉ định vị trí ngồi của mình. Tuy nhiên mách nhỏ các bạn cái này nhé. Nếu như có phòng test nào cho bạn tự ý chọn số locker, có nghĩa là cái số tủ đồ ấy, thì có thể cái số tủ đồ đấy sẽ trùng với lại số ghế ở đằng trong. Nên là nếu như các bạn biết sơ đồ thì có thể tự chọn chỗ cho mình nhé. Đây là câu hỏi có nhiều đáp án đúng. Những vật dụng nào được phép mang vào phòng thi? A: hộ chiếu, B: kính, C: gối kê cổ và D: khăn giấy. Đáp án là tất cả đáp án trên đều chính xác. Tuy nhiên thì sẽ có một vài những cái trường hợp lưu ý cụ thể cho từng các loại vật dụng khác nhau. Thông thường thì khi vào phòng thi các bạn chỉ được mang cái giấy tờ tùy thân, có nghĩa là cái ID, hộ chiếu ấy, và cùng với cái chìa khóa tủ để đồ vào thôi. Còn tất cả mọi cái như là giấy nháp, bút viết các kiểu thì đã chuẩn bị sẵn ở trong phòng thi cho các bạn rồi. Tuy nhiên bạn sẽ có thể được cho phép mang một vài những cái đồ vật dụng sau đây nếu như có được sự hướng dẫn cũng như là kiểm tra của giám thị rồi. Đó là ví dụ như khăn giấy này, thuốc ngậm ho nhưng mà đã được bóc vỏ nhá. Rồi áo khoác mỏng hoặc áo len, nếu áo có túi thì bạn cần chứng minh với giám cán bộ là mình không có mang cái gì ở trong đấy cả. Đó. Tiếp theo là kính và thiết bị hỗ trợ nghe, nếu như mà các bạn có cần phải có thiết bị hỗ trợ vì một vài lý do y tế nào đấy. Tiếp theo có thể mang gối kê cổ, lưng hoặc là chân tay nếu như các bạn có bị thương ở chỗ nào đấy và có chứng minh được về cái chấn thương của mình. Tiếp theo là có thể mang nẹp cổ hoặc là nẹp xương sống trong trường hợp thí sinh bị thương ở cổ hoặc là lưng. Và trường hợp cuối cùng cũng liên quan tới y tế, đó là nếu như các bạn có phải bơm insulin hay là phải truyền dịch gì đấy ngay lập tức vào người thì gắn trực tiếp vào người thì giám thị sẽ có thể xem xét và hỗ trợ các bạn nhé. Đây là câu hỏi cũng có nhiều đáp án luôn. So sánh giữa thông tin trong hộ chiếu và thông tin đăng ký trên hệ thống, những thông tin nào sau đây nếu không khớp sẽ bị tước quyền thi và không được hoàn lệ phí thi? Đáp án A: họ tên, B: ngày sinh, C: nơi sinh sống, D: số điện thoại hoặc là E: giới tính. Đáp án chính xác là A và B. Nếu như thông tin trên hệ thống không khớp với lại thông tin trên hộ chiếu, ngay lập tức các bạn sẽ bị tước quyền thi và đương nhiên phí đăng ký cũng sẽ mất. Nên các bạn rất cẩn thận, đừng để cho bị ra những thông tin này. Còn nếu như không tự tin vào các bước đăng ký thi PTE thì hãy liên hệ tới cô Amy và PT Helper. PT Helper sẽ hỗ trợ mọi người đăng ký thi hoàn toàn miễn phí tất cả các khâu, chỉ có mỗi lệ phí thi thì phải tự đóng thôi nhé. Các bạn chỉ việc đóng lệ phí thi và yên tâm đi thi thôi. Thí sinh có thể quay lại câu trước đó để sửa đáp án được hay không? A: có, B: không.
Đáp án chắc chắn là B rồi. Nếu các bạn đã qua câu sau, bấm next qua câu sau rồi thì sẽ không thể nào quay lại những câu trước làm được nữa. Nên là mọi người hãy cố gắng cẩn thận trong thời gian có thể sửa, trong thời gian làm bài của câu đó. Hãy kiểm tra thật kỹ tất cả mọi cái phương án của mình, cũng như là chính tả, rồi cách viết, rồi là dấu cách các thứ. Kể cả trong những phần speaking khi đã ghi âm và qua những câu tiếp theo thì các bạn sẽ không thể ghi âm lại được một lần nào nữa đâu nhé. Và trong các phần speaking thì đương nhiên cũng chỉ được thu âm một lần thôi và bấm next chứ không được làm lại đâu nhé. Một lưu ý nhỏ nữa là trong các phần speaking, nếu mọi người yên lặng từ 3 giây trở lên thì mic sẽ tự động ngắt và chuyển các bạn qua câu tiếp theo. Nhớ cẩn thận nhé. Thí sinh cần làm gì khi gặp sự cố trong quá trình thi? Đáp án A, cố gắng tiếp tục làm bài tiếp. B, lập tức ra khỏi phòng để báo giám thị và xử lý. Và C, giơ tay lên camera để giám thị và hỗ trợ. Đáp án chính xác là C nhé. Các bạn phải cần ngay lập tức giơ tay lên để báo giám thị. Giám thị sẽ nhìn qua camera và ngay lập tức vào hỗ trợ các bạn. Tuyệt đối không được đi ra khỏi chỗ, bởi vì như vậy các bạn sẽ bị đánh dấu bài và có thể là bị tước quyền thi luôn đó nhé, nếu mà ảnh hưởng tới các thí sinh khác. Và lưu ý rằng là bất cứ một tình huống gì xảy ra trong khi thi, các bạn đều cần phải báo với giám thị ngay. Nếu như mọi người không báo thì khi mà ra khỏi phòng thi rồi thì mọi thứ đều không được giải quyết đâu nha. Có nhiều bạn học viên của cô em mình là đi thi về bảo là trong phòng máy em bị này bị kia, tuy nhiên thì không báo cho giám thị, nên là khi mà nhận điểm về cảm thấy điểm không thỏa đáng thì cũng không làm gì được hết nữa. Mọi người lưu ý nhé. Điểm số cuối cùng là điểm trung bình cộng của 4 kỹ năng giao tiếp. Yes or no? Đáp án chính xác là B nhé. PTE có hệ thống tính điểm tích hợp, nên là một số phần trong bài thi sẽ không chỉ đánh giá một kỹ năng mà là đánh giá nhiều kỹ năng khác nhau, nên là sẽ ảnh hưởng tới cái điểm của kỹ năng khác nữa. Nên sẽ không phải là cộng vào chia 4 ra điểm số cuối cùng đâu. Điểm số cuối cùng sẽ là một sự tổng hợp phức tạp của nhiều phần bài khác nhau. Hệ thống tính điểm này thì sẽ giúp đánh giá toàn diện hơn kỹ năng tiếng Anh của các bạn. Và nhờ cái tính điểm này nên là khi các bạn dành thời gian học một phần lại được tính 2 lần điểm. Quá hời. Có bao nhiêu phần trong bài thi PTE Academic? A 3, B, 4, C, 20 và D, 19. Đáp án chính xác là A nhé. Trong PTE sẽ không có chia ra là 4 kỹ năng, mỗi kỹ năng một phần, mà phần 1 sẽ là gồm Speaking and Writing, Part 2 sẽ là Reading và Part 3 sẽ là Listening. Có bao nhiêu dạng câu hỏi trong PTE Academic? Đáp án A, 3, B, 4, C, 20 hay là D, 19? Đáp án chính xác là C nhé. Mặc dù nhìn tổng thì có 21 phần, nhưng mà phần đầu tiên là Personal Introduction không tính điểm, nên là mình chỉ tính 20 thôi. Speaking 5 phần, Writing 2 phần, Reading 5 phần và Listening 8 phần. Bạn được nghe audio của phần nghe mấy lần? A 1, B 2, C 3 và D 4. Và đương nhiên đáp án chính xác là A, các bạn chỉ được nghe một lần thôi. Điều này sẽ phản ánh được những ngữ cảnh giao tiếp thực tế, tại vì trong thực tế thì mình cũng chỉ có thể nghe người ta nói một lần thôi, đúng không? Thường thường là như vậy, và đánh giá được cái khả năng tập trung của các bạn. Ngoài ra nữa thì còn kiểm tra được khả năng ghi nhớ ngắn hạn và tăng cái sự công bằng của bài test lên. Phần bài nào của bài thi được đánh giá bởi giám khảo? A. Personal Introduction, B. Read Aloud, C. Essay hoặc là D. Không có. Đáp án chính xác là D nhé. Tất cả các phần bài của PTE đều được đánh giá bằng máy tính để tăng sự công bằng và khách quan hơn. Trong phần essay thì bạn bị mất bao nhiêu điểm nếu viết ít hơn 120 từ hoặc là nhiều hơn 380 từ? A. 1, B. 2, C. Không mất điểm nào và D. Mất hết điểm. Đáp án chính xác là D, các bạn sẽ bị mất hết điểm. Trong PTE thì rất khắc khe về cái việc là đảm bảo được hình thức viết, nên là nó yêu cầu trong phạm vi từ như thế nào, mọi người phải viết trong phạm vi từ như vậy. Một vài phần bài khác cũng sẽ bị không điểm nếu như không hoàn thành về hình thức thi, đó là Summarize Written Text trong Writing và Write from Dictation trong Listening và Summarize Spoken Text cũng trong Listening nhé. Trung bình thì khi nào thí sinh sẽ nhận được kết quả bài thi? A. 1-2 ngày, B. 2-5 ngày, C. 5-7 ngày và D. 7-14 ngày. Đáp án chính xác là B. Các bạn sẽ nhận được điểm trong phạm vi từ 2-5 ngày làm việc. Nói theo chính sách thì là như vậy thôi, nhưng mà thực chất thì các bạn học viên nhiều khi là 2 tiếng đã nhận được kết quả rồi, hoặc thậm chí là 10 phút sau đã nhận được kết quả luôn, bởi vì PTE chấm bằng máy nha, cho nên là toàn bộ cái quá trình rất là nhanh chóng. Còn nếu như trong trường hợp các bạn thấy điểm của mình về trễ hơn so với thời gian này, thì bởi vì là Pearson đang trì hoãn việc gửi điểm lại cho các bạn,
Bởi vì nghi ngờ rằng là có một vài những cái sai sót gì đó hoặc là có vấn đề gì cần phải điều tra thêm nên là Pearson sẽ hold lại. Thí sinh được thi bao nhiêu lần trong vòng 12 tháng? Đáp án A 12 lần, B 24 lần, C 36 lần hoặc là D không giới hạn. Đáp án chính xác là A nhé. Theo chính sách mới của Pearson thì trong vòng 12 tháng các bạn chỉ thi được maximum là 12 lần thôi. Có nghĩa là ví dụ như mà tháng 6 năm nay mà các bạn thi hết 12 lần rồi thì là các bạn phải chờ đến tận là qua tháng 6 năm sau bắt đầu mới thi được tiếp. Nhưng mà thường thường thì cũng đâu có ai thi đến mức độ là 12 lần đâu các bạn nhỉ. Thường thường là khoảng tầm cùng lắm 2-3 lần hoặc là 5-6 lần là maximum rồi. Còn khi nào mà Pearson thay đổi chính sách mới thì quê mình sẽ cập nhật cho các bạn sớm nhé. Nếu như đã quá 5 ngày sau khi thi mà chưa nhận được điểm thì bạn sẽ cần phải làm gì? A. Liên hệ phòng test để hỏi, B. Chờ thêm, C. Liên hệ Pearson để hỏi và D. Đăng ký thi lại luôn. Đáp án chính xác là C nhé. Các bạn sẽ không thể đăng ký thi lần mới nếu như chưa nhận được kết quả của lần thi cũ. Nên là trong trường hợp như thế này, đầu tiên các bạn nên kiểm tra những thư mục rác hoặc là thư mục spam của email đã. Nếu mà không có kết quả, tại vì nhiều khi là email sẽ bị chuyển vào những cái thư mục đấy. Thông thường thì nếu nhược điểm của mọi người bị hold, nghĩa là bị giữ lại, thì Pearson sẽ chủ động liên hệ với mọi người. Còn nếu như mà Pearson không chủ động liên hệ với mọi người nữa thì mọi người phải tự chủ động liên hệ với Pearson qua cái số dịch vụ khách hàng trong cái khu vực bạn sinh sống. Kết quả thi PTE sẽ có thời hạn trong bao lâu? A 1 năm, B 2 năm, C 3 năm và D 4 năm. Đáp án chính xác là B nhé. Điểm thi của các bạn sẽ có hiệu lực trên hệ thống là 2 năm. Còn sẽ tùy vào loại visa khác nhau thì đương nhiên là cái thời gian nó sẽ có sự khác nhau. Có vài loại visa thì 1 năm, có vài loại visa khác thì 3 năm. Phải phụ thuộc vào cái loại visa mà mọi người apply nhé. Nhưng mà thông thường nhìn chung thì sẽ là 2 năm. Last question. Nếu cảm thấy điểm thi chưa thỏa đáng thì các bạn có thể yêu cầu phúc khảo không? Yes or no? Đáp án là A. Absolutely yes. Nhưng mà để yêu cầu phúc khảo thì các bạn sẽ cần phải liên hệ với bộ phận khách hàng của Pearson trong vòng 14 ngày sau khi mà có điểm. Bên bộ phận khách hàng sẽ thông báo cho mọi người về lệ phí phúc khảo. Thường thường ở Việt Nam thì là 130 mấy đô ấy, nó cũng gần như là cái phí mà mọi người đăng ký thi rồi. Nên là cô nghĩ rằng là nếu như có trường hợp mà điểm cách xa, điểm gần thì không nói nhé, nhưng mà điểm cách xa 2-3 điểm gì đó trở lên thì các bạn nên kiểm tra lại xem là mình đang bị vướng ở cái kỹ năng nào và luyện tập thêm và đăng ký thêm, thi lại lần nữa thì nó ok hơn. Bởi vì là khi mà cái điểm phúc khảo của mọi người thay đổi thì dù như nó lên hoặc nó xuống thì các bạn cũng bắt buộc phải chấp nhận con điểm đấy chứ không có lấy lại được cái điểm đầu tiên. Nên mà lỡ mà nó xuống thì có phải là tự nhiên mất tiền không? Và lưu ý rằng các bạn sẽ không thể phúc khảo nếu như đã có đặt một lịch thi mới rồi nhá. Cho nên chỉ phúc khảo khi mà mình chưa có lịch mới thôi mọi người ha. Các bạn có trả lời đúng hết tất cả những câu hỏi trên không? Nếu như đúng hết thì chúc mừng các bạn đã khá hiểu về PT rồi đấy. Chỉ là khá thôi nhé, bởi vì chắc chắn còn rất nhiều thứ khác nữa liên quan tới học thuật, liên quan tới các phần bài mà các bạn sẽ cần phải biết thêm. Nên nếu có bất cứ câu hỏi gì, nhớ comment cho cô mình biết nhé. Nếu thấy video này hay, đừng quên like, subscribe kênh và mở nút chuông thông báo lên để khi cô mình ra những video mới, các bạn sẽ là người đầu tiên được thông báo nhé. See you in the next video.